Xin chào anh chị và các bạn. Ngày hôm nay Trang sẽ chia sẻ cho anh chị 4 bí quyết để mình có thể thành công trong kinh doanh qua net. Bí quyết đầu tiên đó là am hiểu về kiến thức sản phẩm mình đang kinh doanh. Vậy với sản phẩm qua net chúng ta cần am hiểu những gì? Thứ nhất, chúng ta cần am hiểu về y học dinh dưỡng, cơ chế đẩy lùi bệnh tật của y học dinh dưỡng. Thứ hai, chúng ta cần hiểu được tại sao thuốc Tây không cải thiện được tận gốc các bệnh mà y học dinh dưỡng lại có thể. Thứ ba, chúng ta cần tìm hiểu về các bệnh lý căn bản và cơ chế tác động cải thiện của sản phẩm wellness của chúng ta. Thứ tư, đó là chúng ta cần am hiểu về những kiến thức công dụng của sản phẩm wellness. Bí quyết thứ hai đó là trang bị kỹ năng bán hàng. Bán hàng là kỹ năng đầu tiên và quan trọng nhất trong công việc kinh doanh. Cụ thể ở đây chúng ta cần trang bị kỹ năng tiếp cận và tư vấn sản phẩm, kỹ năng xử lý những rào cản trong quá trình bán hàng, kỹ năng chăm sóc khách hàng, vân vân. Và để có được những cái thông tin, những cái kỹ năng kiến thức ở trên, chúng ta cần phải tham gia đầy đủ tất cả những buổi Zoom đào tạo của hệ thống của bảo trợ và có thể chủ động học những cái video trên kênh YouTube S21 của hệ thống. Đặc biệt, anh chị có thể đọc sách hoặc là xem những audio về y học dinh dưỡng. Và đây chính là cái cuốn sách cẩm nang của nhà phân phối Allflame khi kinh doanh qua net. Đó, và anh chị có thể kết nối với bảo trợ của mình hàng ngày để cập nhật những cái thông tin, những tài liệu mà Trang vừa chia sẻ ở đây, đồng thời là luyện tập với bảo trợ để có thể gia tăng, hoàn thiện những kỹ năng kiến thức này. Bí quyết thứ ba đó là chúng ta áp dụng công thức dùng, cảm nhận và chia sẻ. Để có thể kinh doanh được một sản phẩm thì chúng ta cần có niềm tin tuyệt đối vào sản phẩm đó. Và niềm tin thì đến từ hai yếu tố. Thứ nhất đó là sự hiểu biết, thứ hai là sự trải nghiệm. Nên ngoài những kiến thức về sản phẩm thì việc trải nghiệm sản phẩm sẽ giúp cho chúng ta cảm nhận được chất lượng sản phẩm một cách chính xác và khách quan nhất. Và đầu tư trải nghiệm sản phẩm cũng chính là đầu tư cho niềm tin của chính bản thân mình. Và từ đó chúng ta có cảm hứng và câu chuyện để có thể tự tin chia sẻ lan tỏa cho những người xung quanh. Và bán hàng không phải là cái gì đó phức tạp, chỉ đơn giản là chúng ta biết đến một sản phẩm tốt và chúng ta chia sẻ cho mọi người thôi. Và khi mà chúng ta chia sẻ sản phẩm này giúp mọi người khỏe mạnh hơn, giống như việc là chúng ta đang làm phúc, mang đến sức khỏe cho cộng đồng. Và hữu xạ tự nhiên hương, một sản phẩm tốt nó sẽ tự lan tỏa và thậm chí là khách hàng tự tìm đến mình. Như kinh doanh bên ngoài, họ cũng phải đầu tư máy móc, thiết bị, nhà xưởng, kho bãi, mặt bằng, vân vân. Và nếu mà họ không kinh doanh nữa thì chi phí đó sẽ mất đi, đúng không nào? Còn ở đây, khi chúng ta sử dụng sản phẩm, chúng ta vừa bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình của mình, vừa có một công việc kinh doanh phát triển, thu nhập tốt hơn. Và hiện nay nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ngày càng cao, nên ngành hàng chăm sóc sức khỏe đang phát triển rất mạnh. Chính vì thế chúng ta kinh doanh một sản phẩm chăm sóc sức khỏe là chúng ta đang đi đúng xu hướng rồi. Đó, và rất nhiều nhà phân phối Allflame họ áp dụng đúng công thức dùng, cảm nhận và chia sẻ. Họ có thể bán được đơn hàng 500 BP, 1000, 2000, thậm chí 5000 BP mỗi tháng một cách dễ dàng. Ví dụ như chị Bùi Hà, mẹ chồng của chị bị u chèn vào dây thần kinh số 8 và khiến cho bác bị méo miệng. Và bác đã sử dụng và rất là nhiều cái cách phương pháp Đông Tây Y nhưng không cải thiện, không hiệu quả. Cho đến khi bác biết đến sản phẩm wellness của Allflame, sau một thời gian sử dụng thì bác trở về trạng thái bình thường, như người bình thường. Từ đó chị Hà có rất nhiều cảm hứng để chia sẻ sản phẩm này cho những người xung quanh. Và chị có một công việc kinh doanh phát triển liên tục. Mặc dù chị là một mẹ bỉm sữa, hai con, rất bận rộn, nhưng chị đang tạo ra một công việc kinh doanh riêng, có thu nhập mang lại mỗi tháng xấp xỉ khoảng 30 triệu. Hay bản thân Trang cũng là một mẹ bỉm sữa. Và sức khỏe của Trang thì cũng khá là tốt. Nhưng khi mà Trang tìm hiểu, Trang biết được là bữa ăn hàng ngày của mình không thể đáp ứng được những cái dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất cơ thể cần. Và bây giờ hiện nay thì có rất nhiều những yếu tố tác động trực tiếp, nguy hại đến sức khỏe của mình, như ô nhiễm không khí, môi trường, nguồn nước, thực phẩm bẩn, vân vân. Chính vì thế nên quá trình lão hóa, oxy hóa trong cơ thể của mình càng ngày càng nhanh và dẫn đến rất nhiều bệnh. Từ đó nên là Trang hiểu và sử dụng sản phẩm Qualnet từ năm 2013 đến bây giờ. Và sức khỏe của Trang rất là tốt. Và khoảng 8 năm nay thì Trang không phải sử dụng một viên thuốc tây nào cả. Nên Trang có rất nhiều cảm hứng để kinh doanh sản phẩm này. Và hiện nay thì Trang cũng đang có một công việc kinh doanh rất phát triển. Và bí quyết thứ tư đó là song song với 3 bí quyết ở trên thì anh chị có thể bắt đầu chia sẻ những kiến thức học được và lan tỏa sản phẩm này cho những người xung quanh. Cụ thể anh chị có thể làm như sau. Đầu tiên đó là anh chị liệt kê ra một danh sách khoảng 10 đến 20 khách hàng tiềm năng. Đó có thể là những người mà anh chị thực sự yêu quý, mong muốn họ khỏe mạnh và cải thiện sức khỏe, như bố mẹ, anh chị em ruột thịt, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm, vân vân. Đó, và sau đó anh chị hỏi bảo trợ của mình cách tiếp cận và tư vấn, cũng như những kiến thức video cần gửi liên quan đến bệnh đó, và anh chị sẽ tự tin tư vấn hơn.
Bằng 4 bí quyết này thì rất nhiều nhà phân phối trong hệ thống S21 của chúng ta đang có một công việc kinh doanh rất phát triển. Họ bán đơn hàng 500, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 VIP mỗi tháng dễ dàng. Họ đến với OneNet bằng tình yêu và thành công với OneNet bằng cách lan tỏa tình yêu đó cho những người xung quanh. Trang tin rằng OneNet cũng sẽ giúp cho anh chị và gia đình khỏe mạnh hơn. Hãy trải nghiệm OneNet, am hiểu kiến thức về OneNet, gia tăng kỹ năng bán hàng và lan tỏa OneNet một cách mạnh mẽ. Anh chị sẽ có một công việc kinh doanh phát triển với OneNet Offering. Chúc anh chị thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.